Đảo Long Sơn nằm cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 25 km về hướng Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km theo hướng Nam. Ở xã đảo này có làng nuôi cá lồng bè khá nổi tiếng tại phương Nam, là địa điểm du lịch ẩm thực hấp dẫn đối với du khách. Làng nghề nuôi trồng thủy hải sản Long Sơn phát triển từ xa xưa, dọc theo con sông Dinh và sông Trà Và, kéo dài ra tận cửa biển. Làng nghề hấp dẫn là điểm đến của du khách bởi được thưởng thức những món hải sản tươi, sống, trong đó nổi tiếng nhất là hàu đá, sò huyết. Các điểm nuôi cá lồng bè ở Long Sơn phát triển khá quy mô và theo quy trình khoa học, khép kín, hiện đại. Các lồng bè có cả hệ thống may vá lưới, chế biến thức ăn cho cá, xưởng sửa chữa, phòng đông lạnh. Về đêm, đèn điện cả khu vực sáng trưng. Mọi thời điểm trong tuần, trong tháng hay trong năm, làng nuôi cá lồng bè Long Sơn đều có du khách đến tham quan, ăn uống hải sản. Đây cũng là nguồn cung cấp lượng hải sản lớn, tươi sống cho thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành lân cận.